giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng HGT Kimochi. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng cái bộ phù hiệu thứ nhất nha các bạn. Đó, phù hiệu thứ nhất này. Rồi trang bị là sao? Trang bị thứ nhất luôn. Đấy, các bạn này cứ bảo gọi là không hướng dẫn các bạn lên trang bị rồi phù hiệu. Đấy, trang bị thứ nhất, phù hiệu thứ nhất luôn. Bây giờ S5 Toro nó là đẹp luôn đấy. Đảm bảo là combo một cái là cứ là ulti lòi mồm lòi mắt luôn. Đẹp luôn đấy nhờ. Ui hồ ôi. Toro đi. Đây là cái bảng ngọc của mình nha các bạn. Đấy, cho tất cả các bạn xem ở đây. Không, các bạn lại bảo là không cho coi phù hiệu này, không cho coi trang bị này, cho coi từ A đến Z, từ S đến A rồi đấy chứ. Vậy mà các bạn vẫn cứ lăn tăn là thế nào nhở? Vô lý. Trời ơi, có Crest à? Mình bảo Toro sao bạn lại chơi Crest? Toro mới đã đối đầu được cái con Bajum chứ, đúng không? Bajum ê. Rồi xong, tem bạn có Elsu đi đường xạ thủ rồi, xong cái tay nó dài nó bắn cho chết tem luôn hay gì trời. Anh em đánh cẩn thận dùm ván coi hả? Úi trời ơi, mình trận nào cũng cẩn thận hết đấy bạn ạ. À, bạn khỏi phải lo nghĩ về nước Mỹ nhá. Trận nào mình cũng chơi theo cái kiểu đàng hoàng, mà không cần trận nào mà mình vế hết trơn ấy. Trận nào mình cũng xanh như cái bánh xe bò, nhưng mà thua thì nó vẫn là chuyện hết sức bình thường. Tội lỗi tem, trời ơi, cái tên nó đặt tên kìa. Tội lỗi của tem à? Bạn phải ghi là tội lỗi của tem. Tội lỗi tem là sao? Ý bạn giờ sao? Áo bạn giờ gì? Trời ơi, con Bazoom đặt tên kìa. Chỉ cần đặt tên là sao? Chỉ cần đặt tên gì? Trời ơi, quá trời ghê luôn á. Trời đất ơi, là cái tên gì mà bựa vãi lều ra. Rồi, thì đối với giờ ngày hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Hayate nha. Cái con tướng này mình thấy thời điểm hiện tại nó cũng rất là mạnh, nhưng mà mình cảm thấy rất là ít người chơi các bạn ạ. Đầu trận thì có thể nói là nó không có được quá mạnh cho lắm, nhưng mà đến cuối trận nó rất là đáng sợ luôn. Tại vì sát thương của nó là sát thương chuẩn, vì thế nên giáp to cỡ nào đi chăng nữa nó bắn cứ bạc. Ui rồi ôi, không chịu được. Chịu làm sao được, sấy như là mưa luôn ý. Mưa tên luôn ý, đáng sợ lắm. Mưa phi tiêu nha, không phải là tên nha. Con này không phải là giống như con Zon thì bắn tên, nhưng mà con này là bắn phi tiêu ạ. Giống như ám khí ý. Hayate với cả Van Heel là khá giống nhau về cái ám khí. Vũ khí của nó khá giống nhau, đó chính là nó sẽ bắn ra cái gọi là ám khí. Thì cái đáng sợ đúng không? Thì nói chung là mình hôm nay cũng khá là vui các bạn ạ. Hiện tại thì các bạn biết niềm vui gì không? Kênh YouTube Fortify của mình mới tạo ấy, trời ơi, mà đã có mười mấy, gần 20.000 lượt người đăng ký rồi các bạn ạ. Tính ra điểm hiện tại bây giờ là 17.000 người đăng ký rồi. Ui rồi ôi, mới tạo được 3 ngày mà 17.000 người đăng ký. Trời ơi, mình đang mơ mộng một ngày. Trời ơi, một tháng trời mà lên được 100k sub thì có khi nó lại trở thành kỷ lục ấy chứ nhỉ. Một người làm YouTube mà trong vòng một tháng đạt được 100k sub. Ui rồi ôi, vỡ mồm. Đó là mình hy vọng có thế thôi. Ok bé, trời ơi, tưởng cái gì. Dăm ba cái gọi là canh bùa ấy gì, chỉ nhỏ. Bạn biết tớ là ai không? Tớ là anh ảo đấy. Một con người hết lòng vì đồng đội, đâu phải như thằng support kia đâu. Biến thái. Tính mạng nhà nó không qua, nó hỗ trợ dừng luôn. Ôi, em nó kéo vào kìa. Nó kéo vào kìa. Ôi, đau. Bình tĩnh anh ơi. Đừng có làm thế nha. Đừng có làm thế nha. Ê, đừng đánh nó rồi, xơi mình kìa. Úi xơi ơi. Trời ơi, quá tốc biến mà không kịp xài kìa các bạn. Ngu ngơ trên cành mơ quá. Chết mày nè, dám ăn người ta nè. Đấy, vì canh dừng cho bạn mà mình phải bỏ mạng nơi xa trường đấy. Bạn thấy cái sự gọi là lợi hại của mình chưa? Bạn thấy cái sự gọi là tốt lành, đẹp đẽ, sạch sẽ của mình chưa? Buồn quá trời luôn. Buồn quá trời luôn. Anh bị nó hấp dìm nha. Úi trời ơi, ủa sao ghi chưa hấp không được vậy ba? Bạn nào mà chưa đăng ký kênh gọi là anh ảo like thì qua đăng ký kênh rồi giúp mình với nha. À đâu, kênh anh ảo Spotify. Ôi giời ơi, còn kênh anh ảo like thì hiện tại đã được 500k sub rồi. Ôi giời ơi, mày hả bưởi. Các bạn có thể đăng ký thêm những cái kênh phụ của mình ở dưới phần mô tả video ấy để mà có thể ủng hộ mình nha. Tại vì hiện tại kênh BBG của mình đã đạt được 100k sub rồi. Trong thời gian tới, có lẽ trong một tháng nữa thì mình sẽ xin nút play bạc nữa. Ôi giời ơi, căng nha. Vì thế nên mình sẽ cố gắng lấy thêm một cái nút gọi là bạc ở kênh Fortify nữa các bạn ạ. Với sự ủng hộ của các bạn thì các bạn chỉ cần gọi là đăng ký kênh và ui ôi, đánh nhau quá trời luôn. Đừng để em cáu, đừng để Hào cáu nhá. Hào cáu nè, ui nó bắn đầu thế. Bắn đầu thế này thì em về bây giờ này. Ngủ cho người ta chơi với chứ. Mấy ông mấy bạn, ui sợ, ôi giời ơi. Làm sao phang luôn, đừng có ngại, chơi luôn, tốc biến chơi luôn, bắn rất ghê gớm, nhưng mà điếu chết vì tướng đó chính là ba dùm này thì châu văn bò này. Ôi giời ơi, đã quá,
Thích đá quá đi. Chết mày chưa cho mày chầu à. Này thì vị tướng là Murat này, quánh cho rát mu luôn. Mới vào thôi mà quánh nhau đứng trên sấp mặt luôn các bạn ạ. Và đánh nhau từ đầu trận đến cuối trận, từ lúc đầu đến cấp 1 đến gọi là cấp 3 luôn. Đã nãy nãy giờ vẫn chưa lên được cấp 4 luôn. Đời nó khổ quá. Bé ơi, anh bị hiếp. Hiếp nha. Trời ơi, vãi cả lèo ghi chữ hiếp không được ta. Hay là ghi chữ hấp mới được à? Vãi cả lều à. Đùa nhau. Thôi khỏi ghi đi ha. Ghi bậy quá. Garena nó không cho chat các bạn ạ. Ghi chữ hiếp là không cho rồi đó. Gret em bạn à, Gret em mình bạn đấy có vẻ chơi cũng khá là được đấy đúng không các bạn? Chơi cũng được ấy. Nhưng mà nếu mà trận này Gret chơi Toro ngon hơn, đó là mình nói thật. Tại vì Toro nó có cái nội tại của nó là kháng hiệu ứng của mấy cái con như là Bazum ấy, nó không thể ném Bazum không thể ném về được luôn. Tốt hơn Gret. Thôi đó là những gì mình nghĩ. Ôi giời ơi chôn à. Chôn đấy. Chôn đấy nào, bay vào đây, bay vào đây, bay vào đây. Úi giời ơi, Gret em mình nó đồ đứng im cho chôn luôn. Chôn thẳng mặt luôn, chôn sống luôn. Không gọi là suy nghĩ về đường ý luôn. Quay bắn. Ôi giời ơi, bắn làm sao trúng được mà bắn. Mình biết bạn sẽ bắn cái con quái thì bạn đâu bắn người đúng không? Bắn quái chứ đâu bắn người đúng không? Ủa Murat kìa. Ờ chơi gì chơi kỳ nha. Đem bạn chơi kỳ nha, ganh hoài nha. Từ nãy giờ đánh nhau hơi bị nhiều rồi đấy. Tất cả cút ra, hãy xem tôi đây. Bắn rất ghê gớm nhưng mà điếu chúng ai. Ôi bắn rất là đáng sợ luôn. Không phải là không trúng ai hết trơn á. Mà tại vì chúng vị tướng ba dùm các bạn không đủ đam mà hạ gục thôi. Tụi em đi về đi cho nó lành. Rồi xong. Hay quá. Rồi sao Alistair bật cái chiêu gọi là cái phù hiệu. Cái đó chính xác là cái phù hiệu của vị tướng Alistair luôn. Rất nhanh và gọn lẹ nhưng mà cái kết bạn ấy vẫn không sống được khỏi mù mưa. Tại vì vị tướng Crazy các bạn tới quá đẹp. Rồi 5-7 rồi. Em ơi trận này có khi lại căng nữa các bạn ạ. Ủa Murat kìa. Ủa ôi sợ quá anh ơi. Anh gì đó ơi. Trời sợ quá. Chết tuổi. Em ơi các bạn đánh thế này sao em chơi. Ui nó bắn chiêu quá trời luôn. Lại còn trốn. Anh ơi em bắn nhầm chiêu. Ôi thì chết tôi rồi. Hãy xem ta đây. Chạy đi. Nghĩ chết đi. Sợ quá. Mém chết các bạn ạ. Ôi em pha đấy vẫn sống các bạn. Bắn mày á. Trời đất ơi mới vào ăn anh ghê vậy. Chết tôi rồi. Đợt này khó rồi. Mất trụ dưới, mất trụ trên luôn. Eo ơi. Khó thế. Rồi có Violet em mình bắn lên siêu việt rồi các bạn. Này thì gọi là Elsu này. Eo ơi nó bắn mình đau quá các bạn ạ. Sợ thật đấy. Cái con Elsu này á, một khi tem nó mạnh ấy thì nó khó chịu cực kỳ. Nhưng mà tem nó mà phế một cái là nó cũng phế theo tem luôn. Cái vị tướng Elsu nó là như vậy. Nó úi giời ơi, đầu trận rất là mạnh, bắn rất... Trời ơi, lại tung biến đến nay cơ mà. Buồn như con chuồn chuồn các bạn ạ. Không được xoay tay gì hết trơn ý. Cái chiêu cuối của Hayate đó chính là xoay tay trong mưa nha các bạn. Xoay tay xong rồi bắn ám khí như tên bay nha. Ui, hay quá. Ui dồi, Valentino trang phục đẹp quá, đánh kinh quá. Bình tĩnh thôi anh ơi, đi farm cái đã các bạn ạ. Đầu trận có phải đi farm cái đã. Bây giờ mà mình không farm được là tí là phế luôn ấy. Vì thế nên phải đi farm. Nếu trong trường hợp các bạn bị âm mạng, các bạn phế đúng không? Cố gắng farm nhiều vào. Farm nhiều vào thì các bạn nghĩ làm sao không? Tương lai sau này mình có thể sẽ trở thành một trong những cái người gọi là đáng sợ của team mình. Nếu mà không có tiền thì kể cả bạn có kỹ năng đi chăng nữa thì cũng không ăn được nó đâu. Có kỹ năng phải có tiền á. Đó, thì nó mới ấy được. Đúng không? Ví dụ như mà mình bên ngoài á, mình giỏi đúng không? Mình phải có tiền mình đầu tư nữa. Đó thì mới có thể giàu được. Chứ còn các bạn gọi là không có tiền mà giỏi thì cũng chỉ làm công nhân cho làm thuê cho người ta thôi nên không bao giờ mà khá được. Vì thế bây giờ phải farm thật là nhiều tiền vào. Tí nữa mình mới tỏa sáng. Ủa ôi, vị tướng làm gì đây? Kêu gót làm gì vậy? Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Hãy xem tôi đây. Chả xoay tay. Quá trời bập luôn. Méo ai chết. Chán thế. Nhìn cho mình man mạng đi bạn ơi. Bạn Violet gì đó ơi. Ôi ơi, ở đường trên kìa, bỏ lan kìa, bỏ lan đâu. Mình đi ganh cho vị tướng gọi là Foren đấy mà. Cái con gọi là Q-Cross đó nó mạnh quá trời mạnh luôn. Đi nào. Violet thì mình 5-0 rồi các bạn. Rất là xanh luôn. Sao lại phải đầu hàng, bạn bị đùa, bạn biết tớ là ai không mà đầu hàng.
Rồi tớ là Hayate Kimochi. Tí nữa thì mình sẽ chơi nhau đi. Úi giời, úi giời, úi giời, à, đi đâu. Thế cũng không ăn được mạng đâu kìa. Vãi lều Violet à. Bạn gì đó ơi. Ăn chim xong rồi lấy trụ đường tre luôn. Lấy trụ đường tre luôn nha. Hiện tại mình đang trang bị cho vị tướng Hayate đó cái kiếm gươm sấm sét này với cả kiếm Funny này. Đó là hai cái món trang bị mà Hayate chắc chắn là phải cần. Rất là cần luôn và chắc chắn phải có luôn. Ai chơi Hayate cũng phải lên hai món đó thôi. Này thì xạo xạo này ra đây mà kiếm ăn nào. Ra đây. Ui ôi kêu gót kìa. Bay vào đây. Hãy xem ta lại xoay tay. Mày hư nè. Quýnh luôn. Biểu lên bắn nó luôn. Đúng rồi, bắn nó, chơi nó, phê nó, quýnh không ông nó. Nào vào bắn nó. Bắn rất chuẩn xác. Nhưng mà điếu chung ai. Thế nó mới đen đầu chứ. Hơi tiếc một tí các bạn ạ. Tại vì vào đấy các bạn nó chạy về sâu quá. Chứ nếu mà các bạn thò đầu ra là mình bắn cho tép đứt rồi đó. Hiện tại đã hết âm mạng rồi các bạn ạ. Đó, sau khi mà lên xong hai cái món đó mình sẽ lên cho nó cái áo choàng băng giá nha. Ai cũng lên trang bị này hết trơn ấy. Thiệt. Áo choàng băng giá tiền gần bằng Violet rồi đó. Đứng thứ hai của tem rồi đó. Đó, bắt đầu ăn quái nè, đó. Đó, bắn này, nó giàu rồi đó. Chuẩn bị mình tỏa sáng cho các bạn xem này. Tỏa sáng này. Cái con gọi là Elsu bị bắn rất đau mặt chiêu cuối xây rất đáng sợ đến từ Hayate. Và như vậy Elsu tên bạn đã nằm xuống quá về và đến từ gọi là Hayate. Kinh chưa các bạn thấy kinh chưa. Trời ơi bắn bắn chưa một cái xây một cái chiêu cuối cái. Ôi trời lại còn tăng hình à. Lại còn lúp lùm này chơi luôn sợ gì. Chơi luôn bắn luôn sợ cái gì. Mau đây. Ôi bắn sát thương chuẩn đấy các bạn ạ. Các bạn thấy mình bắn sát thương chuẩn không? Ghê gớm chưa? Này thì ba dùm. Không ăn được cả mạng phải đấy à? Chán thế nhở? Có ai thương tôi không? Em Violet này mình xanh thế, 8-0 luôn á. Gắt nhở? Bạn ấy cứ gọi là gắt. Hồi đầu mình chết hai mạng nhảm quá, nếu không mình cũng giờ nó cũng 3-0 rồi. Mọi người xem mình giết cái con rồi là Elsu, hãy xem ta đây. Úi xôi ơi, lại một cái gọi là kịch bản cũ và vẫn là người cũ. Đấy, vẫn người y chang cũ luôn, vẫn cái kịch bản bắn chưa một xong rồi sấy chiêu cuối xoay tay trong mưa. Úi xôi ơi, phê chưa? Elsu tem bạn lần này có khi lại rơi nước mắt chảy nước mũi cay con nhà bà cú ấy nhỉ? Trời ơi, bàn chiều cuối, bạn đây cũng bao vào chiều cuối nhưng mình không thể nào mà đỡ được khỏi bàn tay của mình các bạn ạ. Quá ghê gớm đấy từ anh Hảo. Ghê chưa? Lâu rồi không chơi Van Heo. Mình thích chơi ai đâu, Hayate. Nhầm Van Heo đâu mà Van Heo. Quên nữa, Van Heo mới chơi hôm bữa xong. Tại vì bị tướng Hayate ấy, nếu như các bạn không đi xạ thủ thì các bạn vẫn đi tà thần vẫn là rất là tốt luôn. Tại vì con tướng Hayate này đi đường tà thần rất là mạnh. Này thì hư nè. Không thể cái được là sao ta? Ủa, cái được rồi mà. Ui em nhầm, sorry nhá. Vừa tem mình lúc đầu phế thế mà cuối cùng bây giờ lại ngon lành cành đào ấy nhỉ. Này thì hư nè. Trời bắn kìa. Còn mà các bạn thấy mình bắn ghê không? Quá đáng sợ đúng không? Khiếp hồn à. Mấy anh mấy chị sợ em chưa? Chưa sợ nói một câu nè. Nếu mà sợ thì nói đi ngày gì nè. Hư quá trời luôn. Nhất là Violet hư quá trời luôn. Cái hết mạng của mình. Đánh F0 là mình trận này cũng bị hơi xanh đấy. Các bạn thấy chưa? Tem. Đi farm lính thôi. Hiện tại tem mình đang ép sân tem bạn quá. Các bạn cứ bình tĩnh thôi để cho mình gọi là farm tí tiền cái nào. Xong rồi mình sẽ lên mình sấy cho tem bạn gọi là rụng răng văng một đống cái nào. Ăn rồng ăn thần thì đi bạn ơi. Violet tem mình giờ nó chả thèm ăn bùa nhà mình nữa cơ. Nó qua dình tem bạn nó ăn thế là đủ rồi đó. Nhường bùa cho nó nha bạn. Các bạn đừng có ăn bùa đỏ của Violet nha. À bùa xanh của Violet nha. Các bạn nên nhớ một điều ấy, nếu như mà Violet nó có bùa xanh rồi nó nhường mình ấy, thì mình ăn. Còn nếu mà nó không nhường mình ấy, các bạn đừng bao giờ ăn của nó. Tại vì rừng nó rất là cần cái con bùa xanh. Đó là cái điều mà rất là nhiều bạn gọi là rank cao hay rank thấp, rank gì đi chăng nữa. Nhiều bạn cứ thấy là ăn. Úi giời, mạnh vậy, solo không? Mẹ không có, ba dương vào đấy là mình bật chiêu cuối là mẹ rơi răng đấy. Nói thật luôn, rơi răng đấy. Chờ tôi hãng ăn hả? Eo bạn thì còn lâu mới ra kia nó ăn rồi chứ. Ui, đau. Murat đau vậy. Quỳnh nó luôn, bắn chiêu cuối này, sấy vào mông nè.
xé vào mông này, băng nào, làm sao? Ui dồi ôi, về chưa? Double kill. Quá đáng sợ đến từ Hayate. Cuối trận đấy các bạn, cuối trận đấy bắt đầu mạnh rồi đó. Bây giờ các bạn bơi hết vào đây nhá. Các bạn bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Này thì trốn trong bụi đúng không? Đâu rồi? Trốn đâu rồi? Có mặt ra con nào? Lại thích trốn à? Lại thích trốn à? Trốn đâu cho khỏi nắng bây giờ. Ui giời ơi, ba dươm kìa, ăn bùa kìa. Ăn bùa đúng rồi, ăn bùa đi, đúng rồi, hay lắm. Rồi, ta thần nha. Ta thần nha anh em ơi. Quá ta thần luôn. Ba người là đủ ăn rồi. Ra đây. Crest đâu rồi? Ui giời, cái ông Crest này, ông support mà ông chạy đi đâu thế này? Thôi xong rồi. Mẹ em hiểu Crest làm trò gì luôn mà bạn ơi. Quá sao kỳ vậy, sao ta thần không ăn mà chạy đâu vậy? Trời đất ơi, ra đỡ đòn cho mình chứ, mình hết máu mất. Chẳng may đang ăn tà thần tem bạn nó lao tới để mình còn phải còn mà có máu để mà chiến đấu, hết mình khô máu tem bạn luôn chứ. Vãi ông Crest à, bạn cứ làm thế là mình cảm thấy bức xúc rồi đấy. Bức xúc là bức núc nha, mà bức núc là mình hơi bị gọi là bực mình á. Bực mình là mình tự sát luôn á. Kêu có tem bạn đang ở được chơi kìa. Ủa ơi, Crest làm gì đây? Ông Crest một mình cân 4 ạ, một mình cân 4 ạ, cân 4 xoay tay trong mưa. Rất đáng sợ đến từ Ayate. Có Alistair ở đằng sau, nói chung là bảo kê đồng đội cũng khá là tốt. Nhất là mấy cái anh Murat, anh bay gặp Alistair là tắt nứng liền. Mềm chết các bạn ạ. Xém nó thì teo. Ôi, tôi chết tôi rồi. Anh ơi, anh gì đó ơi. Bậy quá bậy rồi. Quá bậy bạ luôn á. Nhanh lên. Rồi xong Violet tới. Mày hả bưởi, lao vào Violet nó bắn cho tét mông nha. Trời đất ơi. Ôi tốt cho mình phế quá các bạn ạ. 2-6. Bái lều. Mình lại phải gánh tem gãy lưng còng vai đấy các bạn ạ. Khó lắm. Thế mà nhiều bạn xem clip của mình các bạn vẫn cứ chửi được. Mình cảm thấy buồn rơi nước mắt cháy nước mũi. Chả ai thương mình hết trơn. Buồn quá trời buồn luôn. Nói chơi thôi mà Violet nó gánh này chính ấy chứ. Mình chỉ gánh có một chút chiếu thôi. Nhưng mà bây giờ là gánh được rồi. Giờ cuối trận là mình mạnh rồi. Quan trọng bây giờ là có người bảo kê ấy. Mình thấy là Crest đi cùng mình là ngon rồi ha. Nhưng mà bạn ấy hình như là... Ủa? Dạo số trốn trong nhà thế nào ta? Vãi lều trốn trong nhà. Crest ơi, bạn gì đó ơi, bạn hư gì đó ơi. Đúng rồi, ra đi chứ. Để giết nó. Đúng rồi, hay lắm. Tất cả cút ra. Hãy xem ta đây, đâu rồi? Băng xoay tay trong mưa chả. Quá đáng sợ, kinh khủng. Một cái pha xoay tay khiến cho bị tưởng là cơ của rock cho em bạn. Quéo cuốn cua luôn. Băng chứ quéo cuốn cua quen cuốn xác luôn. Quá đáng sợ. Elsu tem bạn bây giờ yếu rồi các bạn ạ. Cuối trận Elsu yếu, không mạnh. Cuối trận nó Elsu càng yếu các bạn ạ. Đầu trận thì nó rất là khó chịu nhưng mà cuối trận nó lại càng yếu. Rồi, hay quá. Vâng, này thì hư nè. 9-3 các bạn ơi. Xanh quá. Ai mà xanh quá vậy? Anh ảo đó. Úi giời ơi, này thì ba dướm nè. Bắn cho quéo cùng cua luôn này. Xí vào mông, bắn vào má này, đá vào người này. Thắng rồi. Yeah. Tình là đá con gái nè. Thắng rồi các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh Ảo Qualify thì qua đăng ký kênh đó để ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng đạt 100k sub trong thời gian sớm nhất. Hy vọng thì sẽ đạt được cái mức kỷ lục. Trước đây thì có một kênh YouTube của mình đạt 3 tháng là đạt 100k sub. Hy vọng cái kênh đó sẽ một tháng. Đó là mình mong muốn thôi. Nhưng mà không biết có thành hay không thì mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh rất là nhiều. Tại vì game Fortify không phải ai cũng chơi được hạng 2 các bạn ạ. Nhưng mà các bạn vẫn đăng ký kênh để ủng hộ mình, đó là một điều mình cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau nha. Các bạn muốn mình làm clip về vị tướng gì thì nhớ comment cho mình biết nhé. Bye bye mọi người.